Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Trước mắt anh em là một sản phẩm âm ly mang thương hiệu Pure và có model là SA8925 mã. Em test để gửi đến cho một anh khách ở trong huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai anh em nhé. Anh ấy đã chốt và chuyển cọc cho em tối ngày hôm qua, ngày 20 tháng 2. Và hôm nay thì 21 tháng 2 thì em bắt đầu tiến hành test để đóng gói gửi đến cho anh. Trước khi test thì cũng như bao lần khác thôi, tất cả các máy đóng gói em đều quay lại một lần góc cạnh này. Đấy. Là máy rất là phẳng nhá, hình thức đẹp, bao zin cho anh em. Em cũng đã tháo sẵn nắp rồi. Đây, nắp thì em này nó là màu lông chuột, màu zin nhá. Còn những em nào mà đã bị sơn lại thì sẽ thành là màu đen như này anh em nhé. Đây là màu lông chuột zin luôn, rất là đẹp nên không còn phải sơn. Đấy, góc cạnh thì quay loại luôn, dàn đúm rất là đẹp. Đây em chỉ thử nghe tiếng rất là bé, con em này công suất 200W. Em sẽ đọc luôn số suy, đây sắt xi màu vàng, xò lách xanh đen anh em nhé. Số series 0305 anh em nhé. Đó là cái tem nhôm mà 4 số cuối là 0305. Đấy, hình thức đây, máy cam kết là không sơn tút anh em nhé, zin 100%. Sò đây, bên này là sò xanh đen đây. Quay tiếp bên này, đây sắt xi màu vàng, hai em trên hai em dưới, rồi xương đây, khung sườn của sắt xi rất là đẹp nhé, em thấy không ạ? Đây, quay máy rất là, anh khách này khá là kỹ tính nên là hôm qua em đã phải chụp ảnh rất là chi tiết để gửi đến cho anh. Máy rất là sạch nhé, được chưa ạ? Anh chị em nào quan tâm đến các cái sản phẩm ứng đi cũng như là lọc xì thì hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại em đang để sẵn ở trên bài nhé. Đấy, bây giờ em sẽ test qua cái tính năng. Đây là tính năng tone để hiệu chỉnh 4 cái nút bát tép này. Bát tép của riêng từ 8.800-8.900 thì sẽ có 2 lớp để cho anh em lựa chọn, giữa 50Hz và 100Hz của giải bát, và check là từ 10kg đến 20kg nhé. Đấy, khi anh em gạt xuống chế độ on thì hiệu chỉnh bát tép lúc đó mới có tác dụng này. Đó, không là không có tác dụng anh em nhé. Đây, bát lên nặng chưa? Rất nặng nhá, nhưng mà tiếng rất là mềm. Và điều đặc biệt của em này thì rất là dễ ghép nhé. Đây, tính năng download này. Mất bát tem. Đây là một loa anh em nhé. Hai loa, đây là tính năng lọc tần số thấp và tần số cao. Anh em phải chơi những cái loa nào có độ nhạy cao thì mới có tác dụng nhiều nhá. Đây tính năng suy giảm tiếng bé đi. Còn đây là các cái tốc độ của chọn ở đường follow và đường hai phần follow 1 và 2. Đây là sử dụng cho đường tape. Đây là chọn các cái chế độ nghe shifter hay là nghe lệch trái hay lệch phải nhá. Đấy. Em đang chạy cổng AUX này. Em xin gửi lời cảm ơn đến anh khách ở trong Đồng Nai đã tin tưởng ủng hộ bên em. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký và like giúp em để được cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất của kênh bên em ạ. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều.